Chào mọi người, lại là mình đây. Mọi người ơi, thì bữa giờ cũng khá là lâu rồi á, mình không làm cái video mà giảm nghèo á mọi người. Thì mình được các bạn yêu cầu làm video giảm nghèo mà thử lòng rất là nhiều luôn. Cho nên hôm nay mình lại quyết định đó là mình sẽ giảm nghèo. Và để đi ở trong cái thành phố để coi hôm nay á là mình có gặp Sukana không hay là mình sẽ gặp may mắn nha mọi người. Thì cái con nhân vật của mình á, mình sẽ đặt tên là Haruko nha mọi người. Nó có ý nghĩa giống như là cô bé mùa xuân á. Bởi vì bây giờ là mùa xuân tới rồi, cái thành phố của mình nó cũng đã thay đổi rồi, nó không còn tuyết nữa mà nó lại có một cái không khí là mùa xuân, cho nên mình quyết định là mình sẽ đặt tên là Haruko nha mọi người. Và mọi người thấy cái tên này có dễ thương không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Và đây chính là nhân vật Haruko của mình nè. Bây giờ thì mình sẽ đi vô thành phố và sau đó là mình sẽ làm một số cái nhiệm vụ á mọi người, để cho cái con nhân vật của mình nó có lên được khoảng level 3 đi ha. Thì mình sẽ có đá quý với lại một ít tiền sao để mình có thể mua đồ nha. Bây giờ thì bọn mình hãy cùng xem Haruko biến hình nha mọi người. Sau một cái khoảng thời gian đó là khoảng chừng 20 phút đó, thì mình đã làm cho nhân vật của mình lên level 2 rồi nè mọi người. Và cũng đã có tiền rồi, cho nên là mình đã sắm cho em ấy là một cái bộ quần áo. Với lại là mình không quên là đi vô trong cái cửa hàng Seven đó để nhận cái ba lô với lại cái bộ đồ gấu á. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà giả nghèo á thì mình sẽ mặc cái bộ đồ này với lại đeo cái ba lô gấu là ok rồi ha. Và cái bad boy của mình sẽ là Đông Á nha mọi người. Bởi vì là mình tạo cái nhân vật này ở Nhật á, cho nên là bad boy của mình sẽ là Đông Á. Vì vậy nên bây giờ mình sẽ phải chạy ngay ra sân bay để mình đi về Việt Nam thôi mọi người ơi. Bởi vì mình muốn thử lòng mấy bạn ở Việt Nam á. Thì mình sẽ bay về Việt Nam và chơi nha. Thì đợt này á mọi người, nhằm như là mùa xuân á, cho nên á là nó mưa hoài luôn á. Bữa giờ thì nó hay tuyết rơi đúng không? Nhưng mà từ cái lúc mà nó cập nhật phiên bản mới á thì hầu như là mình thấy nó rất là hay mưa luôn. Giống như là mùa xuân thì nó hay mưa nên chắc là nhà phát hành đã làm nó mưa cho giống á mọi người. Và bây giờ nhân cái cơ hội mà trời nó đang mưa á, thì mình sẽ giả bộ đi lòng vòng ở trong cái thị trấn và sau đó là mình những cái bạn mà có ô á, mình sẽ thử xin che dù cùng để coi á là mấy bạn này có cho mình che không nha, hay là mấy bạn á để mình ướt nha mọi người. Thì ở đây có mấy cái bạn đang đứng chơi với nhau nè, mình sẽ xin cái bạn này là cho mình che dù với có được không? Dòng người vội vã bước ngang, chợt như chiếc hôn trời ơi là trời, chưa gì hết vừa mới vô game mà xin đi nhờ là đã bị ăn bơ rồi mọi người ơi. Ui, bạn không cho mình che mà bạn lại đi qua bên chỗ mấy cái bạn kia, bạn đứng mất tiêu rồi. Hình như là bạn không thấy mình xin hay sao á mọi người. Ai cần che dù mình che cho. Ủa, bữa nãy mình kêu là mình cần che dù mà. Bây giờ mình sẽ nhây, mình sẽ lại nói bạn ấy là mình cần che dù để coi bạn ấy có để ý đến mình không nha. Mình sẽ chỉnh nhân vật của mình thành nhân vật nhỏ để có thể đứng chung dù với bạn ấy. Ồ, lại bạn che cho mình nè mọi người. Vậy là có phải là hồi nãy á, là có khi nào là bạn ấy không có đọc được cái chữ mà mình viết không? Bạn ấy lại cho mình che dù rồi nè. Trời ơi, nhìn cái bạn này là em bé Giang 123 mọi người ơi. Còn mấy cái ông mà đang đứng cạnh mình là đang đứng thả cơm chó mọi người ạ. Còn hai đứa mình đó thì đang đứng nói chuyện với nhau. Mình sẽ nói với bạn ấy là bây giờ mình không có đủ tiền để mua dù, để coi là bạn ấy sẽ trả lời mình như thế nào nha. Vậy hả? Ừ, mình không có đủ tiền để mua dù. Lúc nào bạn giàu có tiền thì bạn mua nhé. Ồ, sao mà cưng quá vậy? Hồi nãy á, là mình cứ tưởng là bạn ấy bơ mình, nhưng mà có lẽ là do bạn ấy không có đọc được cái chữ mình viết hay sao mọi người. Bạn ấy ghi là mình chờ nữa chứ. Ô là chờ, là bạn ấy chờ mình giàu để có tiền mua dù hả? Mình sẽ hỏi bạn ấy là tại sao bạn lại không mặc áo mưa nha. Bởi vì là trời mưa thì cũng khá là to á, nên là nếu chị che bộ dù không thì sẽ là ướt á. Bạn không có áo mưa à? Mình không mua. Vậy là bạn ấy chỉ có mua dù thôi chứ bạn ấy không có mua áo mưa mọi người ơi. Để mình coi á là mình còn thiếu bao nhiêu tiền thì mình sẽ đủ mua dù nha. Trời ơi, cái lúc mà mình chạy qua chỗ kia mà bà cái cô bán dù á mọi người, thì bạn ấy ráng chạy thiệt là nhanh theo mình á để bạn ấy che cho mình á, nhằm khi là bạn sợ mình bị ướt hay sao á. Nhưng mà bây giờ thì số tiền nó khá là đắt luôn, tới 7.500 tiền sao, mà mình thì chỉ có là 589 tiền sao thôi, cho nên là mình không đủ để mua bất cứ một cái dù nào hết á. Với lại áo mưa cũng vậy, mình sẽ nói với bạn ấy nha. 7.500 tiền lận, trời ơi là trời sấm sét kìa. Thiếu bao nhiêu? Mình còn thiếu 7.000. Ô lè trời ơi, để đến khúc này mình mắc cười của mọi người. Cái dù nó 7.500 mà tôi thiếu có 7.000 là trời ơi, má ơi, nghe đến khúc này là muốn tục huyết áp luôn rồi. Mọi người không biết đến bao giờ mà câu cho đủ 7.000 tiền để mày mua nó. Nhiều khi á,
khi nào mà mình câu đủ tiền để mua cái dù á thì chắc cái nó cũng hết mưa, nó nắng nó mềm, nó khô cả nước mưa rồi á mọi người. Trời ơi, là trời cũng xỉu luôn. Và cái bạn Giang này, bạn ấy cute cực kỳ luôn đó mọi người. Sau khi mà bạn ấy biết đó là mình than là mình không có tiền á, thì bạn ấy đã khuyên mình đó là mình nên mua cái áo mưa trước khi là mua cái ô. Bởi vì là cái áo mưa là nó chỉ có giá là 4.500 tiền thôi, còn cái dù thì nó lại có giá tới 7.500 tiền lận. Cho nên là nếu như mua áo mưa trước á thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Bạn ấy đã đưa ra cho mình lời khuyên đó mọi người, cute thật sự luôn đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ giả bộ là rủ bạn ấy đi câu cá, để coi là bạn ấy có chịu đi câu cá và để dành tiền mua áo mưa với mình không nha. Nhưng trước tiên thì mình sẽ cảm ơn bạn ấy, bởi vì bạn ấy đã che dù cho mình. Và bạn ấy thì luôn là đứng sát người mình luôn á, nhằm khi là bạn ấy sợ nước mưa nó tạt vô người mình đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ nói với bạn ấy là mình đi câu cá nha, để coi là bạn ấy có đi câu cá chung với mình không, hay là bạn ấy sẽ đi chỗ khác nha. Trời ơi, dễ thương chưa mọi người? Mình không hề rủ đâu nha, mà bạn ấy á là nói với mình đó là cho bạn ấy đi câu cá chung với mình luôn á. Vậy là bạn ấy quyết định đó là sẽ đi câu cá chung với mình, chứ bạn ấy không có để mình đi một mình. Và bạn ấy lại kêu là mình mặc áo mưa vào đi. Nhưng mà hình như là bạn ấy quên một điều, đó là mình vẫn chưa đủ tiền mua áo mưa. Để coi bạn ấy nói sao nha. Ừ, vậy để lần sau mua. Vậy là bạn ấy biết đó là khi mà mình mà câu đủ tiền nó thì chắc có lẽ là nó hết mưa rồi. Cho nên là bạn ấy đã khuyên mình là lần sau mua á mọi người. Và mình hỏi bạn ấy á, mình thử lòng bạn ấy coi là bạn ấy có chỉ cho mình cái chỗ về câu cá mà nhiều tiền không. Thì bạn ấy đã kêu là đi theo bạn ấy, bạn ấy sẽ dẫn mình đến một nơi mà có cả cua hoàng đế luôn đó mọi người. Thì cái con cua hoàng đế nó có giá là có tầm là 80 mấy tiền sao á, cho đến là 100 mấy tiền sao. Thì mình nghĩ đây là một cái con cũng khá là mắc, cho nên là bạn ấy đã nói là bạn ấy sẽ dẫn mình đến cái chỗ mà câu cua hoàng đế. Trời ơi, cái khúc này nó cưng ghê luôn á mọi người ơi. Đã sợ là mình đi bị ướt hay sao, mà cứ đi một chút sau đó lại dừng lại, đi một chút sau đó dừng lại, đó đó mọi người thấy không? Là sợ kiểu như nước mưa nó tạt vô người mình đó. Trời ơi, là cưng thật sự luôn á mọi người. Bây giờ thì bạn đã dẫn mình đến cái thuyền màu trắng đó. À, cái thuyền này mình có làm clip rồi nè. Cái đợt trước cái thuyền này thì mình câu rất là nhân phẩm luôn, là mình lên rất là nhiều voi sát thủ, với lại lên cả nhà táng luôn á. Thì hôm nay bạn ấy dẫn mình qua đây để câu cua hoàng đế mọi người ơi. Chắc là bạn ấy nghĩ là mình mới chơi game, cho nên là mình sẽ không có biết những cái địa điểm để câu có tiền á. Cho nên bạn ấy dẫn mình ra đây nè. Với lại là ở cái chỗ này á thì nó sẽ có cái mái che á, cho nên là chắc là bạn ấy nghĩ là mình sẽ không có bị ướt. Mình sẽ nói bạn ấy là câu đi chứ đừng có che dù cho mình nữa, để coi bạn ấy như thế nào nha. Trời ơi, là cái em bé Giang này cute thật luôn á. Xứng đáng là có 100 người yêu luôn á mọi người ơi. Thôi mình che cho chắc, thấy chúa mọi người ơi. Trời ơi, là trời người vậy đó mà cute dữ vậy. Thôi câu đi mẹ, câu đi, không thôi mình ngại lắm, đừng có che cho mình nữa. Và sau khi một hồi mình đứng mình năn nỉ bạn ấy là bạn ấy hãy câu đi, thì cuối cùng bạn ấy cũng đồng ý mọi người ơi. Và cái lúc á mà mình câu được mấy con cá bự á, hay là mấy cái con mực ở mắc tiền đó mọi người, thì bạn Giang á, bạn không quên đó là khen mình luôn á. Trời ơi, là trời người đâu mà cute hột meo quá vậy. Xong rồi bạn ấy vẫn không quên đó là lôi cái con cua hoàng đế thần thánh của bạn ấy ra để khoe với mình mọi người ơi. Cute không mọi người? Trời ơi, là trời, cái bạn này bạn dễ thương thực sự luôn á. Và sau khi mà câu một hồi á thì trời đã sáng á mọi người. Thì mình quyết định đó là mình sẽ rủ bạn ấy đi học để coi bạn ấy có đi không nha. Thì bạn ấy đã kêu mình đó, đó là mình hãy kết bạn với bạn ấy đi để có thể đi học chung á mọi người. Trời ơi, về còn đứng thơm má tôi nữa chứ, cái bà này thật có cute gì mà hết của người ta luôn rồi. Và trước khi mà đi học á thì bạn ấy có kêu mình đó là thay đồ đồng phục đi học mọi người ơi. Nhưng mà do là mình nghèo quá cho nên là mình chưa có tiền để có thể mua được cái bộ đồng phục học sinh mà bạn ấy đang mặc á. Thì cái bộ này á là ở trong cửa hàng á mọi người có giá đó là 55 cục kim cương, nhưng mà bây giờ thì mình chỉ có là 5 cục thôi, cho nên là mình không thể nào mà mua được á. Nhìn bạn ấy rất là dễ thương đúng không? Thì mình sẽ ráng góp đủ tiền để mua đồng phục chung với bạn ấy. Bây giờ thì tụi mình sẽ phải chạy thiệt là nhanh vô trường thôi, bởi vì là trễ học tới nơi rồi. Khi vô trường á thì bạn em bé Giang, bạn ấy có rủ mình đó là sau khi học xong thì qua nhà bạn ấy chơi mọi người, rất là cưng luôn đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ vô cái tiết đầu tiên, đó là cái tiết mỹ thuật nha mọi người. Đây là một cái tiết khá là dễ nên là chắc chắn là mình sẽ cố gắng đạt được top 1, với lại là đạt được điểm A cộng luôn để tặng cho bạn Giang nha. Thank you.
là mình đã giành được hạng 1 rồi nè mọi người. Và mình được điểm A cộng luôn. Và sau khi mà học xong thì mình rất là bất ngờ luôn. Đó là bạn Giang đó mọi người. Bạn đã không có mặc cái bộ đồng phục học sinh mẹ cute nữa, mà bạn ấy đổi cái bộ đồ y chang là mình luôn. Trời ơi, cái bạn này thật đó chứ. Bạn ấy kêu là bạn ấy mặc đồ giống mình, chứ bạn ấy không cần xinh mọi người ơi. Dễ thương không mọi người? Bạn này á là một cái bạn mà cực kỳ là dễ thương với lại tốt bụng luôn đó. Trời ơi là trời, mình không biết phải nói sao luôn á. Và cái môn học tiếp theo của tụi mình sẽ là môn nấu ăn á. Thì bạn ấy sợ nhầm khi làm mình không có biết đường để đi hay sao á, là bạn ấy kêu với mình á là môn học tiếp theo là môn nấu ăn, và bạn ấy đã chỉ đường cho mình đó mọi người. Cưng không mọi người? Thì mình cũng đã giành được top 1 và mình được điểm A cộng này mọi người ơi. Và hai cái điểm A cộng này chắc chắn là mình sẽ gửi tặng cho em bé Giang rồi, bởi vì bạn ấy rất là cute đúng không? Và bạn Giang á là bạn ấy đứng ở vị trí thứ 3 mọi người, vì bạn ấy là làm được 20 cái đồ ăn á thì cũng là rất là giỏi đúng không nè. Thì bây giờ tụi mình đã đến giờ ăn trưa rồi, cho nên tụi mình sẽ quyết định đó là bọn mình sẽ đi qua để ăn trưa nha. Ai cho mày hôn tao? Ủa? Là sao vậy mọi người? Tự nhiên cái ai cho mày hôn tao, cái bạn này hình như hồi nãy là bạn ấy ngồi đằng sau lưng mình đúng không ta? Tự nhiên cái bạn hỏi mình là ai cho mày hôn tao? Ủa mình được hạng 1 mà, thì mình nhanh nhất thì mình được top 1 thôi, có cái gì đâu. Ai cho hôn tao? Ủa cái bạn này hỏi mấy cái câu khó trả lời quá, ai trả lời giùm mình cái coi. Tại bạn chậm chứ bộ, phải tại mình đâu, mình tự nhiên cái hỏi vậy. À bạn Giang bạn nói gì kìa mọi người? Thì sao, liên quan chi, chỉ là game thôi mà. Thôi đi, không có thèm chấp, đúng rồi mọi người, tự nhiên cái thua người ta. Xong cái ai cho mày hôn tao, cái bà này bà bị gì mọi người ơi. Bây giờ tụi mình sẽ đi qua ăn trưa nha, nếu không là sẽ bị trễ mất tiêu á. Thì buổi trưa nay á, bởi vì mình cũng không có nhiều tiền cho nên là mình sẽ mua cái bánh sandwich nha. Không biết là bạn Giang thì bạn ăn cái gì ta? Bạn ăn cái gì vậy? Bạn Giang bạn ăn mì mọi người ơi, còn mình thì mình sẽ ăn sandwich. Nhưng mà chút khi ăn á thì mình sẽ đưa cho bạn ấy ăn nha. Hai con điên. Nó là điển hình của một đứa trẻ trơ chính. Ê ê, tự nhiên cái bà cái gì Linh nè, bà kêu mình với bạn Giang là hai con điên mọi người ơi. Bà cái người điên là cái bà đó đó, Hàn Linh ở tên bà là Hàn Linh mọi người ơi. Trời ơi, trời, tự nhiên cái chửi mình với lại bạn Giang là hai con điên mọi người. Mà trong khi nãy giờ mọi người coi video từ đầu tới giờ nha, tụi mình không hề làm gì bạn ấy hết á. Mà bạn ấy chửi bọn mình là hai con điên, vậy cuối cùng ai là người điên đây ta? Mình cho bạn Giang ăn cái bánh của mình, nhưng mà bạn ấy kêu là bạn không ăn, bởi vì bạn ấy đã có cái phần ăn của mình rồi. Còn cái con mẹ kia thì vẫn đứng sau lưng của bạn Giang á, và kiểu không biết muốn xin chuyện gì đây. Thì bạn Giang bạn cái lôi mì ý ra là ăn mọi người ơi. Còn mình thì mình ăn cái bánh sandwich của mình làm như thật ý. Ủa là sao? Bạn đang nói cái gì vậy mọi người? Nãy giờ mình tua video mình không hiểu bạn nói cái gì luôn á. Rồi có ăn được không? Cái bà này bị cái gì vậy ta? Người ta ăn cũng không cho người ta ăn một miếng nữa. Trời ơi, người ta hay nói câu trời đánh tránh miếng ăn mà bà cũng không cho tụi mình ăn yên nữa mọi người. Mình đi mua cái chai nước mình uống cho hạ hỏa cái, không thôi mình lại nổi cái máu điên của mình lên, mình cãi nhau với cái bà này mất thôi. Ai cho mày đứng trước tao? Ủa thì vẫn vậy. Để mình biến thành siêu nhân, biến hình bảo vệ bạn. Trời ơi, cái bạn Giang bạn cưng chua kìa mọi người. Cái bà Hàn Linh gì đó, bạn ấy đang hình như là đang vẫn cay cú cái vụ mà mình đứng hạng 1 hay sao á. Rồi bạn Giang bạn ấy biến hình bập lên rồi để bạn đánh mã, mà bạn cũng biến hình bập kìa mọi người ơi. Trời ơi là trời, chết rồi mọi người ơi. Tôi gặp chị Châu rồi mọi người ơi, tao lại sợ mày quá. Úi rồi ôi, tôi sợ bạn quá cơ. Thôi kệ nó đi Giang ơi, tụi mình đi học thôi. Tự nhiên cái ăn ngay con điểm F rồi. Trời ơi là trời, cái con điên này nó không đi học mà nó cứ đi theo tụi mình giống như là kiểu nó xin chuyện hay sao á. Thì thôi nãy người ta đi vô người ta học đi, để người ta được điểm A cộng đi, cũng ráng đi theo để chửi. Lại này không có thèm chấp, đúng rồi đó. Cái kiểu người này là bọn mình không cần chấp mọi người ơi. Mình nên đi học thôi, kệ bạn ấy. Ý mày là loại gì? À chết rồi, là bị khùng mới chứ cái gì. Không cho về, ôi nó không cho mình đi đâu hết á. Trời ơi, bạn Giang bạn chửi thông luôn rồi mọi người ơi. Nhìn hiền hiền cu te thế mà lúc bạn đi lên bạn chửi cái bạn kia là con chó đó kìa.
Chắc thôi chết. Trời ơi, mọi người sắp đánh nhau rồi, mình phải làm sao đây? Sắp muốn lộn rồi. Trời ơi, trời. Thế mày lại làm cùng xương. Úi giời ơi. Bạn Giang bạn chửi cái bạn Linh là con chó. Rồi bạn cái bạn Linh bạn kêu á là bạn Giang là cùng xương. Thế thì bạn Giang sẽ biến thành chủ. Được. Thảo án. Thảo án. Đúng rồi, hợp lý quá luôn. Bạn Linh biến thành chó thì bạn Giang biến thành là chủ rồi vứt xác về em ngoài. Trời ơi, trời chắc tôi chết. Chết rồi mọi người ơi. Mà cái bà Linh này bả đúng vô duyên thật luôn đó. Tự nhiên cái bả học có hơn có mỗi một môn thôi mà bả làm lớn. Mọi người mà chạy với bà chửi nãy giờ luôn á. Bị khùng hay gì á, bà chửi nãy giờ nghe cãi nhau trời mình thiệt chứ đúng là bỏ tay chấm con luôn á. Mà cái bà này bà thích đánh lộn hay là sao, hay là thích chửi nhau hả? Mẹ cứ được điểm cao là bắt đầu á hả? Là gây sự là sao, là toxic là sao? Bây giờ mình sẽ trêu ngươi bạn ấy luôn nha. Mình sẽ kêu là mình đứng nhất ở cái môn toán luôn cho bạn ấy tức nhất cái nịch. À, ý là bạn đang thách thức mình đó mọi người. Bạn ấy đang thách mình là được top 1 với lại được giải nhất ở cái môn toán á. Thì thôi, xin mời bạn bước vô phòng. Chứ cái gì thì cái môn toán á là mình rất là tự tin luôn mọi người ơi. Bởi vì á là mình hay được điểm A cộng ở môn toán lắm. Tuy là mình không đứng top 1 nhưng chắc chắn là mình được điểm A cộng. Để mình coi cái là cái bà này bà học toán như thế nào mà bà tức mình nãy giờ luôn á. Có mỗi một cái môn kia mình đứng nhất thì mà bạn á cay cú mình từ đầu đến giờ luôn sao mọi người. Vậy là bây giờ đã hết tiết học rồi và mình lại xếp thứ nhất mọi người với điểm A cộng. Còn cái bạn đấy xếp túc ở phía dưới mọi người, bạn chỉ được điểm B cộng thôi. Và mình đã mang được điểm A cộng về cho bạn Giang rồi. Tự nhiên cái mày ngon vô duyên không? Học thua người ta đứng thứ 7 luôn. Xong rồi lại còn kêu mày ngon. Rồi ý bạn sao? Hồi nãy bạn mới thách thức mình á. Là họ được điểm cao đó mà bây giờ là mình được điểm cao rồi thì ý bạn sao? Mày con nhà nghèo quê mùa, ủa có vô duyên không? À cái giờ là vô duyên nè, lòi cái bộ mặt thật ra nha. Hồi nãy thì chửi á hả là đồ điên, bây giờ lại kêu nghèo quê mùa là sao cái bà này. Kiểu như là bà thua mình cái bà cay cú quá rồi, bà không biết làm sao cái bây giờ bà quay còn bà chửi với mọi người. Thấy bà vô duyên không? Từ sau á là nếu mà muốn được hạng 1 thì phải luyện tập thiệt là nhiều lên nha. Rồi hãng được hạng 1 chứ đừng có kiểu không được hạng 1 á rồi lại bắt đầu cay cú chửi người ta là nghèo với lại quê mùa nha. Bộ bạn nghĩ bạn giàu hơn tôi hả? Tất nhiên là tao giàu hơn rồi. Ui ghê nhờ. Ghê nhờ. Ui là trời, tự nhiên con zombie nó cắn mình trời ơi. Giờ lại con zombie nó cắn mình để mình bay ra ngoài chuồng mất tiêu rồi mọi người, là mình đã thoát được cái con bị điên này rồi. Trời ơi là trời, cái bà này dưới nhập kia bạn khùng hay sao á. Và em bé Giang của mình đâu mất tiêu rồi. Để mình tay le coi em bé Giang đâu nha. Và cái bà này bà vẫn chưa để cho mình yên mọi người ơi. Sau khi mà mình đã thoát được bà khỏi con zombie á, thì bà đã kiếm được mình cho bằng được. Và bà còn gửi thư tới cho mình nè mọi người. Mình sẽ đọc thư của cái bà đó cho mọi người coi nha. Đâu rồi, sợ tao nên chạy à. À bà này kinh nhờ. Bây giờ mình sẽ kết bạn với bạn ấy luôn. Và mình gặp bạn ấy để coi bạn ấy muốn gì. Ủa hay bạn muốn solo tiếp hả? Bạn muốn solo tiếp đúng không? Thì mình sẽ chiều bạn luôn đây. Bà này mới level 5 thôi mọi người. Về tới có tới 61 bạn bè thì mình nghĩ là chắc là cái bạn này cũng là một cái ạc mới thôi á. Mà sao bạn ấy tô sức quá vậy ta? Thì khi á mẹ tụi mình đã theo dõi được bạn này á, và bạn ấy giống như là chửi tụi mình rất là ghê luôn mọi người. Chửi tụi mình là nghèo này kia, nói chung là mình không có muốn show cái khúc đó cho mọi người coi nên là mình đã cắt đi rồi. Và mình á quyết định là bởi vì bạn ấy chửi mình quá cho nên là mình sẽ lấy cái ad chính của mình, đó là ad Demomo á mọi người, để gặp bạn ấy luôn để coi thái độ của bạn ấy có khác hơn so với lại lúc là mình là Haruko không với lại là đi cùng với bé Giang không nha mọi người. Thì khi mà mình dùng cái nick Dan Momo để gặp cái bạn Hàn Linh này á, thì hình như là bạn đã phát hiện ngay ra được mình rồi hay sao mọi người ơi. Và bạn ấy kêu là được mình kết bạn, và hình như là bạn ấy có coi kênh của mình ấy, nên là bạn ấy có biết mình đó mọi người. Và khi gặp mình thì thấy thái độ của bạn ấy cũng rất là khác luôn. Bạn ấy kêu bạn fan mình 20 năm nay. Cái gì mà mình làm YouTube mà chưa được 1 năm nữa mà bạn ấy kêu bạn fan mình 20 năm là bạn nói xạo rồi mọi người ơi. Rồi á hả, là mình hỏi bạn là có nhớ Haruko không? Mình cũng có nhắc lại luôn cho bạn ấy, đó là bạn ấy mới chửi Haruko mọi người. Để coi bạn ấy có nhớ là bạn ấy chửi cái gì không. Thì bạn ấy hỏi mình á là chị lại giả nghèo đúng không? Ý bạn là sao? Ý bạn ấy có nghĩa là
nếu như á, mà em xin lỗi chị nha, em không biết là chị. Vậy thì nếu như mà mình giả nghèo á thì bạn không chửi. Còn nếu như mà bạn gặp mấy cái bạn mà nghèo thiệt á, với lại mấy cái bạn mà mới chơi á, là bạn đã sẽ chửi mọi người. Bạn còn nói một câu là nếu em biết là chị em đã không chửi rồi, các bạn này đúng là vô duyên luôn á. Vậy là mình bó tay với bạn rồi. Em xin lỗi chị yêu. Bây giờ mình thấy bạn này đúng là giả tạo luôn đó mọi người. Em fan 20 năm của chị. Khi bạn nói vậy là mình biết bạn càng giả tạo hơn, vì bạn kêu bạn fan mình 20 năm. Bởi vì mình không bao giờ mà có những cái fan á mà đi chửi bậy với lại là đi bắt nạt mọi người ơi. Bởi vì mình rất là kỵ mấy cái đấy mà mình cũng không thích ấy. Nói chung á là em gặp cái bạn nào mà thua em là em cũng chửi, nghèo em cũng chửi, vậy là sao? Học hôn cũng chửi, ủa vậy là sao? Thế thì là em sai rồi. Mình nghĩ là bạn hèn lên thì phải đi xin lỗi mấy cái bạn kia đi, chứ không thể nào mà để trường hợp như vậy xảy ra nữa. Nhưng mà bạn này á kiểu là không biết hối lỗi gì hết á. Bạn còn hỏi lại mình một câu là mắc gì phải xin lỗi mọi người. Mọi người thấy không? Bạn rất là ngang bướng luôn á. Thế thì mình bó tay rồi. Làm sai mà lại còn không biết nhận lỗi thì cái con người này là con người gì hả mọi người? Để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết coi. Chứ mình thật sự là mình không có cái từ nào để mà nói. Nếu mà bạn hành lên cái coi được cái video này á, dù bạn có giận mình thì cũng chịu thôi à. Bởi vì á là thà như là mình có một anti fan mới còn hơn là mình có một cái fan như vậy mọi người ơi. Bạn kêu thì kệ chị kìa. Và cái tên của bạn ấy là thành màu trắng, đó nghĩa là bạn đã hủy kết bạn với mình đó mọi người. Mọi người thấy không, là bạn ấy quyết tâm là bạn không xin lỗi hai cái bạn kia. Và rõ ràng là hồi nãy là lỗi là do bạn ấy, từ đầu là bạn ấy chửi người ta trước đúng không? Rồi bạn ấy khỏi cần là fan mình, ok luôn, mình đồng ý luôn mọi người. Nếu bạn fan như thế này thì mình cũng không cần thật sự luôn. Bởi vì là cái gì mà đi chửi tùm lum tùm la hết. Thì nói chung hôm nay cái video giả nghèo của mình thì mình đã gặp được một cái bạn là em bé Giang 123. Bạn ấy rất là tốt bụng luôn và mình đã kết bạn với em bé Giang. Còn đối với cái bạn mà Hàn Linh á mọi người, bạn Linh á, thì thôi mình bỏ tay chấm con rồi mọi người ơi. Mọi người có cái ý gì về cái bạn đấy thì để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Chứ bây giờ thì mình không còn gì để nói nữa rồi. Và cái video hôm nay của mình thì đã rất rất là dài. Đây có lẽ là cái video mà dài nhất từ đó đến giờ của mình luôn á. Mình muốn cho mọi người xem giống như là đầy đủ nhất cái trải nghiệm mà mình đã nhận được khi mà mình giả nghèo và đi học á mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã coi từ đầu video tới bây giờ nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo nè. Bye bye.